chỉ từ vài triệu thôi, các bác đã có thể sở hữu được một bộ bàn ăn rồi các bác nhé. Hôm nay thì cơ sở Mộc Nam Huy xin dành thời gian để báo giá cho tất cả cô bác anh chị khoảng chừng đâu hơn chục bộ bàn ăn, bao gồm chất liệu gỗ gõ đỏ và chất liệu gỗ chèm. Và trong thời gian sắp tới, cơ sở bên em sẽ làm thêm cả hàng phân khúc gỗ cằm tre cho các bác dễ lựa chọn nhé. Hôm nay thì cơ sở có xếp được ở phía bên ngoài này, tổng cộng là có 5 bộ trong trạng thái xếp hoàn thiện. Còn đâu đó một số bộ thì cơ sở không có xếp được do là không gian bị hạn chế. Và hôm nay thì mời giao lưu tới tất cả cô bác anh chị những sản phẩm từ trong phân khúc hàng cao cấp đổ về cô bác anh chị nhé. Đầu tiên thì từ khu vực phía bên trong cùng này, cơ sở đang để một cái bộ hàng cao cấp nhất, đó là hàng nguyên khối. Đây là một bộ cơ sở bên em làm với 8 chiếc ghế là ghế Louis và có tiêu chuẩn mặt nguyên khối dày là 10 phân. Đó, đây là một cái tiêu chuẩn rất là giá trị các bác nhá. Đây là hàng nguyên khối đẳng cấp của gỗ gõ đỏ luôn. Và 10 chiếc ghế Louis được cơ sở xếp, đó là ghế Louis hoa lá tây, vách tựa gỗ gõ Lào, vân thì là siêu VIP của ba anh chị nhá. Riêng hàng này duy nhất chỉ có một bộ thôi, để dành cho khách hàng nào quý anh chị xác định chúng ta chơi sưu tầm lâu dài các bác nhá. Bộ này cơ sở xin báo giá luôn, hoàn thiện là 93 triệu của ba anh chị nhá, tại vì đó là bộ VIP nhất. Tiếp theo, nếu anh chị thích những cái sản phẩm mà nguyên khối nhưng mà tầm tài chính hạn hẹp hơn, chúng ta có thể sử dụng hàng nguyên tấm để thay vì là 10 phân, thì ở đây cơ sở bên em có loại hàng mặt 3 phân liền nguyên tấm, tiếp tục là vân VIP các bác nhá. Đây là một bộ bánh tây, hình bánh tây, và cơ sở đang làm với bàn theo một cái kích thước là lớn nhất từ trước đến bây giờ. Bàn bánh tây mà có kích thước bề rộng lên đến là 1m07 các bác nhá. Chưa từng có một bộ bàn bánh tây 8 ghế nào mà làm với kích thước như vậy, tại vì thông thường chỉ khoảng 90 mấy thôi đã là to rồi, với chiều dài lên đến là 2m27 cô bác anh chị ạ. Bộ này sẽ được cơ sở bên em cân đối trên 8 chiếc ghế và sẽ có tổng cộng là 3 sự lựa chọn ghế cho các anh chị. Một là mẫu ghế hoa hồng Louis này, hai là các anh chị có thể lựa chọn ghế hoa lá tây, và ba là quý anh chị có thể lựa mẫu ghế đèo các anh chị nhá. Có 3 sự lựa chọn. Và bộ hàng này thì cơ sở đang quay mộc và công bố mức giá cho quý anh chị là 55 triệu. Tiếp theo, cùng là gỗ gõ đỏ, nhưng nếu muốn mua phân khúc rẻ hơn, mời quý cô bác anh chị cùng vào trong, chúng ta thưởng thức một bộ bàn ăn trị giá là 34 triệu. Ở đây thì chúng ta sẽ không còn tiêu chuẩn nguyên khối hoặc là nguyên tấm nữa, bởi vì cái mức giá mà chúng ta đã đi về tầm trung rồi. Đây là sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn lựa vân, một bộ bàn hình bánh tây, vân VIP tuyển chọn cô bác anh chị nhá. Xếp trên tổng cộng là có 8 chiếc ghế, có vách tựa gỗ gõ Lào và mặt ghế dày 3 phân. Đây là một tiêu chuẩn hàng cao cấp hơn hàng thị trường rất là nhiều. Đó, vân VIP, các anh chị cùng xem luôn cả dây gầm nhá. Đó, đẳng cấp của một cái sản phẩm lựa vân là như vậy. Đóng rất là chắc chắn. Đây là sản phẩm có giá là 34 triệu. Và trong phân khúc của hàng bình dân, nếu anh chị muốn mua những cái sản phẩm với mức giá khoảng chừng 26, 27 triệu, cơ sở vẫn có các bác nhá. 29 triệu cũng có. Ở phía bên trong này thì một số bộ mà cơ sở chưa thể xếp ra được do là bị thiếu cái không gian. Thì có một số những hàng như là hình oval này, 36 triệu mặt 3 phân này, khung 3 phân. Đó. Rồi bên dưới là bàn chữ nhật này, cơ sở cũng có luôn, loại 34. Bên này hai bộ 34 triệu có luôn. Đó, và ngoài cùng thì cơ sở có hai bộ bàn ăn ở phía trên là tiêu chuẩn tầm trung đấy, với 6 ghế là 21 triệu và mẫu 8 ghế là 29 triệu. Đó, còn bên dưới là hàng trị giá là 34. Thì cô bác anh chị xem là đa phần là các sản phẩm cơ sở để mộc. Đó thì do là nếu như quý anh chị thích mua mộc ấy, mình kiểm tra thì các anh chị có thể tới cơ sở để mua để kiểm tra. Hoặc là ghế thì các anh chị có thể tùy ý lựa chọn những cái mẫu mà mình yêu thích, thì cơ sở cũng muốn là để cho quý anh chị sẽ có thêm được cái sự lựa chọn. Tiếp theo, vì theo yêu cầu của khách hàng, đó là trong những cái phân khúc gỗ gõ đỏ thì nó là hàng cao cấp rồi, giá trị của nó cao và không phải ai cũng có thể tiếp cận. Thì cơ sở bên em đang bắt đầu làm thêm cả hàng chèm và sắp tới là cả hàng cằm tre. Thì với bộ bàn ăn gỗ chèm như này, cơ sở sẽ quay qua cho quý anh chị xem qua một vòng và báo cho quý anh chị một cái mức giá. Quý anh chị đừng có bất ngờ quá nhá, bởi vì cái mức giá của nó quá là rẻ luôn. Đó, quá là rẻ. Hàng ngày thì cơ sở chỉ có tập trung vào mức giá thôi,
báo giá và bao quý anh chị là mức giá là thấp nhất thị trường và có thể rẻ hơn so với mức giá thị trường lên đến là cả 30 và 40% ở mức giá cơ sở báo cho quý anh chị là mức giá cận sỉ luôn. Có ba chị nha, cận sỉ luôn. Với 8 chiếc ghế hoàn thiện trên một bộ như này, giá cơ sở cung cấp chỉ có 7.900.000. Cô ba anh chị nhá, anh chị không nghe nhầm đâu, 7.900.000. Mức giá cơ sở bán buông cho quý anh chị luôn, bán coi như là thực sự là cao hơn giá sỉ chả đáng bao nhiêu cả. Bán mức giá là không thể rẻ hơn luôn. Đó là hàng tràng, 7.900.000, 8 ghế. Còn nếu anh chị muốn mua 6 ghế thì bên đây, cơ sở cũng có 6 ghế. Công bố giá cho quý anh chị luôn, cũng là 6.900.000. Và mức giá phải nói quý anh chị là rẻ chưa từng có luôn. Trên những cái hàng này, ở những thời gian năm trước là cơ sở Mộc Nam Huy bán là 8.900.000 với 9.900.000 đấy. Đó, mà bây giờ cơ sở xuống mức giá là rẻ hơn cả triệu cho một bộ. Nói chung quý anh chị là giá quá rẻ trên những cái hàng này. Với hàng tràm thì quý anh chị chúng ta cũng yên tâm sử dụng 1-20 năm vô tư quý anh chị nhá. Cuộc đời mình có mấy cái 20 đâu. Đó, và mới mức giá chỉ có vài triệu thôi. Thì với những cái hàng này thì cái tiêu chuẩn của nó thì nó cũng đạt được mức độ như vậy thôi. Còn không thể so sánh hàng tràm với hàng gỗ đỏ được các bác nhé. Gỗ đỏ thì nó là cái phân khúc gỗ cao cấp rồi. Thì trở lại với câu chuyện về giá thì cơ sở sẽ cân đối thêm cả hàng cam xe nữa cho phân khúc giữa gỗ đỏ và giữa gỗ tràm, để quý anh chị sẽ có thêm được một sự lựa chọn nữa trong thời gian sắp tới. Và với mức giá như bộ ghế này chỉ có 6.900.000, là các anh chị cùng xem, cùng đánh giá giúp cơ sở xem là sản phẩm nó có ok không. Với chất liệu gỗ tràm và các cái bộ mặt được làm bằng chất liệu gỗ xoan các bác nhá. Đó, độ bền bỉ và cái độ cứng cáp của nó thì cũng thuộc dạng ok. Còn cái mức giá của nó là chúng ta không bàn tới nữa. Tại vì cái mức giá này em nói với quý anh chị là đố quý anh chị tìm ở đâu ra cái mức giá này. Và trên những hàng tràm thì cơ sở sẽ nhận luôn quý anh chị, quý anh em trong nghề. Nếu anh chị thích buôn sỉ, cơ sở sẽ ra cho quý anh chị những hàng tràm này với mức giá sỉ chưa từng có các bác nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này của Mộc Nam Huy. Nếu cần xem thêm các sản phẩm khác, quý anh chị có thể cùng vào kênh của Mộc Nam Huy để xem thêm nhé.